VS Tech chuyên phát triển phần mềm, tư vấn và cung cấp các giải pháp xử lý ảnh công nghiệp trong các lĩnh vực sản xuất, an ninh, y học, giáo dục và nhiều lĩnh vực khác. Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu quy trình triển khai dự án chuyên nghiệp của chúng tôi, đảm bảo đáp ứng tối đa nhu cầu và sự hài lòng của khách hàng. Đầu tiên, chúng tôi tiếp nhận và hiểu rõ yêu cầu của khách hàng thông qua việc thu thập thông tin chi tiết. Tiếp theo, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi sẽ tiến hành khảo sát thực tế tại nhà máy để hiểu rõ điều kiện hiện trường và thu thập dữ liệu cần thiết cho việc triển khai dự án. Chúng tôi sau đó sẽ tạo ra một bản demo sử dụng mẫu của khách hàng tại văn phòng của chúng tôi để đảm bảo giải pháp đề xuất là phù hợp và hiệu quả nhất. Sau đó, chúng tôi chuẩn bị một báo cáo giải pháp chi tiết và báo giá cho khách hàng, duy trì sự minh bạch và rõ ràng trong mọi chi tiết để khách hàng yên tâm. Khi hai bên thống nhất về giải pháp và chi phí, hợp đồng sẽ được ký kết, đánh dấu sự bắt đầu của dự án. Đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi sẽ tiến hành lắp đặt và hiệu chỉnh máy móc theo đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo quá trình diễn ra suôn sẻ và đúng tiến độ. Cuối cùng, chúng tôi sẽ bàn giao máy móc và cung cấp hướng dẫn sử dụng chi tiết cho khách hàng, đảm bảo khách hàng có thể vận hành thiết bị một cách hiệu quả nhất. Nếu hệ thống có sự cố, ngay lập tức đội ngũ kỹ thuật của VS Tech sẽ hỗ trợ online để xử lý sự cố nhanh nhất có thể. Trường hợp hỗ trợ online không thành công, chúng tôi sẽ ngay lập tức tới nhà máy để hỗ trợ kịp thời, tránh không để ảnh hưởng xấu đến quá trình sản xuất. VS Tech, nhanh hơn, đột phá hơn, hiệu quả hơn.